Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một âm mới là âm R. Âm R là vô cùng quan trọng đối với những bạn mà đang học phát âm theo hướng Anh Mỹ. Trong tiếng Anh, âm R chỉ được phát âm đơn giản là R. Thế nhưng trong tiếng Anh Mỹ thì người Mỹ thường hay cong lưỡi lên và đọc là R. Đối với người Việt thì nhiều bạn đọc âm này một cách Việt hóa và chỉ đọc đơn giản là R. Ví dụ như là birth, birthday, first. Để phát âm được âm R thì phần lưỡi của bạn cần cong lên, tuy nhiên là phần đầu lưỡi sẽ không chạm vào đâu, khẩu hình miệng mở tròn và môi hướng về phía trước. R, R, làm sao để bạn cảm thấy là âm phát ra từ cuống họng này rất lớn. R, R, R. Vừa rồi là cách phát âm của âm R, bây giờ chúng ta cùng luyện tập một số từ có âm R nhé. Bird, bird, word, word, Thursday. Thursday, journey, journey, earth, earth, Germany, Germany. Nhiều bạn gặp khó khăn trong việc phân biệt âm word và từ world. Sự khác biệt ở hai âm này nằm ở chữ L ở từ world. Để đọc được chữ world thì mình thử chia âm ra và các bạn làm theo mình nhé. World. World, world, world. Còn với từ word thì các bạn sẽ đọc là word, word. Bây giờ mình sẽ đọc thử một câu và các bạn thử điền vào chỗ trống xem đó là từ word hay là từ world nhé. There are so many word games can be found on this website. There are so many word games can be found on this website. Các bạn đã điền được chưa? Từ cần điền là từ word. Nếu các bạn điền sai thì các bạn hãy quay lại và xem phân biệt hai âm này nhé.